Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khay chữ nhật đấy. Trước thì em vẫn đang bán khay to đấy, thì giá khay to đang bán là 40.000, và đợt này thì nó có về thêm cho bác là cái khay nhỏ nữa. Đây cái khay nhỏ, đây khay nhỏ thì giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Thì hai cái mã khay này nó đều có nắp đi kèm luôn nhá. Thì đây cái khay to của nó, đây khay to là 40, khay nhỏ thì là 20 nhá. Đấy, để về các bác đựng những cái đồ ăn các thứ nhà mình đấy, bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh này, rồi là có ví dụ các bác mang đi làm này, đấy đi công sở này, mình mang những cái hộp nhỏ nhỏ xinh thì cũng ok, hoặc có ví dụ ở nhà thì các bác bảo quản những cái đồ ăn hoặc là mình đựng đồ ăn với cũng ok nhá. Su 304 rất ok luôn. Cái này là cái khay to, cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay này là khay to, khay to này sẽ có giá là 40.000 và khay nhỏ thì sẽ có giá là 20.000, và đều có kèm nắp cô nhá, đều có kèm cái nắp đậy bằng nhựa nha, bằng nhựa trong suốt luôn. Đây sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Cái con khay to này sẽ có chiều dài là 25 này, chiều rộng của nó vào là đi 20, 25 x 20 nhá. Đấy là cái khay to. Còn cái khay nhỏ thì đây. Khay nhỏ này của nó thì là vào 13 nhá, 13 rưỡi này, 13 rưỡi nhân với lại đi 10 nhá, 13 rưỡi nhân với 10, 13,5 x 10 nhá. Đấy là cái khay nhỏ, còn là cái khay to đây. Khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000 một khay nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật cỡ nhỏ nhá thì là 20.000. Còn cái khay chữ nhật cỡ lớn cô nhá, cái khay chữ nhật cỡ lớn cỡ to thì là 40.000 nhá, 40.000. Nói chung là nó chênh nhau 20.000 một cái, chênh nhau 20.000 một cái. Khay rất là đẹp luôn, dày cực kỳ, dày dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm nó dày cộp luôn. Đấy. Thì hai cái mã này nó đều có kèm nắp hết nhá, đều có kèm nắp để ví dụ như các bác có bảo quản đồ ăn. Đấy mình đậy vào nó đỡ bị những cái con côn trùng vi trùng thứ nó vào này. Đấy, rồi là mình mang đồ đi, ví dụ mang đi đồ đi làm hoặc là bảo quản để trong tủ lạnh các thứ ra nó không bị bay mù bay hơi nhá. Đó. Đây cái khay nhỏ này cũng rất là vừa vừa anh chị. Đấy các bác đựng những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vào đây này. Còn cái khay to ví dụ nhiều đồ ăn thì các bác cho khay to này. Đấy ví dụ hoặc các bác mang đi làm, đi công sở, đi chơi, đấy, đi du lịch các thứ ra. Đấy thì các bác đựng vào cái khay này cho em, rất là hợp lý luôn. Khay nhỏ thì là 20.000 nhá, còn là khay to thì là 40.000. Đấy thì khay to hai khay này thì đều có kèm nắp nhé. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay chữ nhật nhá, cái khay chữ nhật cho nó dễ. Đấy khay chữ nhật đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi cọ sàn kèm cái chổi cọ sàn nhà kèm với cả gạt nước này. Đấy, để về các bác sử dụng tết nhất các bác gạt nước này, rồi là các bác cọ sàn nhà rất là sạch luôn. Đấy thì một cái bộ chổi đầy đủ phụ kiện trong một chiếc túi này, thì về các bác lắp đặt và xài nhá. Nó sẽ gồm có là thân chổi này, đầu chổi nhá, đầu chổi thì rất là nhiều những cái lông và nó thiết kế theo dạng là kiểu dạng đỉnh núi này, để đặc biệt là các bác những cái phần khe kẽ các bác lách vào các bác cọ rất ok, và có đi kèm nó là một cái phần thanh gạt nước này nhá. Đấy ví dụ khi mình cọ xong các bác dùng, có thể dùng các bác gạt nước đi luôn cho nó khô luôn nhá, rất ok luôn. Đấy về các bác lắp đặt vào thì em sẽ hướng dẫn bác luôn. Đầu tiên là bác lấy một cái đầu này, đấy, lấy một cái đầu này nhá, các bác lựa nó vào này, đấy lựa nó vào. Đó các bác lựa vào cái tạch cái là sẽ vào này. Đấy sau đó là các bác sẽ lắp tiếp cho em một cái phần đây. Cái đầu nạo được đây. Cái đầu vào các bác xoáy vào. Cái này thì nó rất là dễ dàng dụng rồi. Đấy các bác lắp nó vào nhá. Tiếp theo một đoạn nữa. Lắp tiếp một cái đoạn nữa vào. Cái này thì khi mà các lắp dài vào nó chắc nó rơi khoảng tầm hơn mét. Tầm mét 2, mét 3. Đấy khá là dài. Các bác sử dụng thì cũng không lo phải cúi người đi rồi. Và đây cái phần đầu này, lắp cho em cái phần đầu này vào. Đấy. Ở nó xuống lắp cho em vào là xong. Xoáy vào nhá, chỉ việc xoáy thôi, cái này toàn bộ bằng gen mà xoáy vào. Đấy là cứ thế các bác dùng thôi. Mình dùng để cọ sàn này. Ngoài ra thì có chức năng cọ sàn, các bác có thể bẻ những cái phần góc để các bác cọ những phần ngóc ngách này, phần khe kẽ này. Đấy và khi mà mình cọ xong thì các bác có thể bẻ thẳng ra để các bác dùng để gạt gạt này. Đấy gạt nước khô hoặc là các bác có thể là gạt kính mà cũng được. Ok luôn nhá. Gạt kính bằng cái này được luôn. Đó thì lên mã anh em sẽ là cái chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn. Chổi cọ sàn kèm cả gạt nước nhá. Thì bên em đang bán cho bác là 50k một cây thôi, 50.000 một cây. Đây các bác cùng xem thực tế về cái mã sản phẩm này. Cái này là Tết bán cực kỳ nhiều luôn. Tết năm ngoái bên em cũng bán rất là nhiều nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Ủa đây. Rồi, lần đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Tại sao người ta có thể thiết kế ra cái cây chà sàn nhà tắm tuyệt vời dữ vậy trời? Thiết kế gọn nhẹ mà dài hơn 1 mét rộng, mình chà không cần phải cúi người đau lưng. Lông bàn chải thì nó được vắt xíu và xoay 180 độ chà được mọi ngóc ngách luôn mọi người. Nó còn có cả cái miếng gạt cao su. Đấy các bác nhìn cái phần, những cái phần ngóc này, cái con này nó cọ được đặc biệt là những cái phần khe, cái phần ngóc ấy rất là dễ dàng luôn. Mềm giúp mình gạt nước khô ráo và sạch sẽ nữa. Đây nè mấy cái góc. Đấy các bác nhìn gạt nước này, thích không? Mọi người đâu có cái cây chà nào có thể. Đấy những cái phần đâu, ngóc này. Cái cây này đấy những cái phần ngách này. Những cái phần ngách nó luồn vào nó cọ rất là sạch luôn. Chà tường chà góc kẹt rất là thích, mặc dù gọi lần đó. Đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Đấy thấy không? Cọ rất sạch luôn, cọ trên tường này, cọ dưới sàn này, cọ khe kẽ phần ngóc ngách này, những cái phần góc tường này.
vì nó thiết kế theo dạng là vát chéo nên là các bác cọ nó rất là dễ dựng cọ nhá. Đấy, khi mà cọ xong thì các bác có thể dùng, các bác gạt đi cho nó khô đi, rất là sạch sẽ ngon ngon lành luôn nhá. Đó. Giá rất hạt rẻ bình dân, 50.000 thôi. Mua về các bác cọ rửa nhà tắm này, cọ nhà vệ sinh này, cọ sàn nhà mình này. Đấy, chuẩn bị dịp Tết nhất này, rất ok luôn. Đó, có thể là xoay các hướng các kiểu luôn nhá. 50k thôi, về lắp đặt và là xài. Đây, cái phần này nó thiết kế dạng vát chéo này, những cái phần ngóc, những cái phần góc tường các bác cọ, các bác bẻ nó chéo đi một chút này. Đấy, để các bác dùng, các bác cọ vào nó rất là ok. Đấy, có phần gạt nước nhá, ok luôn. 50k một cây nhá, 50k một cây. Chổi cọ sàn nhà kèm gạt nước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây chổi quét trần nhà nhá. Đấy, lên mã như em sẽ là cái cây chổi quét trần nhà để về các bác dùng để dọn dẹp vệ sinh. Đấy, quét trần quét bụi trên trần nhà nhé các bác nhá. Đấy, trên những cái chỗ vị trí cao thì các bác mua cho em cái cây này về. Nó sẽ gồm có là một cái đầu chổi lông nha. Đấy, một cái đồ chổi lông để các bác quét màng nhện, màng nhùng các kiểu này. Và một cái cây gậy nha. Đấy, cây gậy rất là hay, nó thiết kế là theo dạng rút nhá. Đấy, các bác cứ dùng đến đâu là các bác rút ra đấy nhá. Rút lên thì khi mà rút lên thì chắc chiều dài nó còn tầm là 2,5 m nhá. Đấy, 2,5 m với cộng 10 người các bác còn tầm 1,5 m, nó là rơi khoảng tầm trần nhà 4 m là rất là vừa đẹp rồi các bác nhá. Rất là vừa đẹp rồi đây. Nó rút ra rất là dài luôn nhá, rút ra rất là dài luôn đây này, các bác nhìn này. Đấy, khi mà rút ra rất là dài luôn. Đó. Đấy, về các bác lắp đặt vào. Đấy. Lắp đặt vào. Lắp đặt vào cái phần đầu chổi này. Đấy thì đây là cái phần đầu lắp đặt, các bác về xoáy vào cái phần đây. Xoáy vào cái phần đầu này để các bác lắp vào. Đó, lắp vào. Đây của nó là gen xoáy nhá, các bác chỉ việc xoáy vào thôi. Đấy, sau đó các bác dùng để các bác cọ. Đấy, cọ trần nhà các thứ này. Đấy, và các bác có thể bẻ cong đi. Bẻ cong đi nhá để các bác cọ những phần ngóc ngách, là các bác cho đây các bác cọ những cái phần ngóc ngách rất là ok luôn. Cái lông này thì nó rất là bám cái phần màng nhện, thứ nó bám rất là tốt luôn nhá. Đó. Dùng xong rồi mình có thể giặt rũ phơi khô đi, lần sau tái sử dụng mình nhiều lần nhá. Đấy. Và nếu lúc bên dưới mà các bác muốn dùng thì các bác cũng có thể thu ngắn vào để các bác phẩy những cái bàn ghế thứ bên dưới thì nhà mình cũng ok luôn. 50k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái cây chổi quét trần nhà nhá. Chổi quét trần nhà có thể là kéo ra rút vào được nhá. Chổi quét trần nhà này, chổi trần nhà. Chổi trần nhà đang có giá là 50k nhá, 50k một cây. 50k một cây chổi trần nhà nhá. Có thể điều chỉnh tung rồi mới biết sự tiện lợi của cây chổi phối bụi có thể kéo dài này. Nó có thể kéo dài đến độ cao 2,8 m, hơn nữa còn có thể uốn cong theo ý muốn. Mua ở những nơi quá cao như nhà chúng tôi, dùng cây chổi phối bụi này quét một lần là sạch sẽ. Nó hấp thụ tĩnh điện không bay bụi trở lại, không sợ bụi bay xuống phía dưới. Dùng nó để dọn dẹp những góc nhỏ trên cao mà bình thường không thể với tới rất tốt. Dùng xong có thể gấp gọn lại, đặt mua ở giỏ hàng góc trái màn hình. Đấy, thực tế về sản phẩm cây chổi trần nhà nhá, dùng rất ok luôn. Cái này là em đang bán rất nhiều luôn, các bác về dùng để dọn dẹp trần nhà, những cái chỗ trên cao. Đấy, các bác quét bụi màng nhện các thứ rất sạch sẽ luôn. Đấy, dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm nó ok luôn nhá. 50k một cây nhá, 50k một cái cây chổi quét trần nhà này, 50k một cây. Tiếp theo là một cái món đồ về vệ sinh nhà bếp này, một cái combo luôn, một cái combo gồm sẽ gồm có là máy này, máy trà cọ rửa vệ sinh nhà bếp này và một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, rất ok luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu từng món một. Đầu tiên thì lên luôn đi bác mã hàng, đó là cái con máy trà bếp nhá. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã thì em sẽ sản phẩm là máy trà bếp này. Máy trà bếp này thì bữa trước đang bán bác là giá là 150.000. Hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. 100k nhá, 100k một con máy trà bếp này, 100.000 một máy nhá. Con này cực kỳ là hay. Đấy, về các bác dùng để trà đồ, trà bếp giáp các thứ nhà mình. Tết nhất nơi rồi. Đấy, các bác trà cọ rửa rất tiện dụng nhá. Đấy, trà đồ vật, trà nhà bếp. Một con máy sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy đi kèm là một cái đầu mút đánh bóng này, một cái đầu bàn chải cọ này, một cái cọng dây cáp sạc, đầu bông các thứ phụ kiện đi kèm. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn rồi nhá. Đấy, có pin sẵn rồi. Về các bác chỉ việc bật lên là các bác dùng thôi. Còn nếu mà các bác khi mà dùng hết pin thì các bác tháo cho em phần nắp đít ra này. Đấy, tháo đi em phần nắp đít ra. Các bác cắm sạc vào đây thì nó đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái nguồn 5V ấy. Đấy, cái nguồn điện 5V mà nó có cái cổng chân USB này là các bác cắm chung với lại cái được cái sạc này là các bác xài thôi. Là các bác sạc, sạc đầy thì các bác lôi ra. Đấy, lôi ra các bác sử dụng là các bác dùng có thế thôi, rất ok nhá. Đó, đây em bật cho bác coi. Đấy. Cái con này cái mô men xoắn của nó rất là khỏe nhá. Mặc dù em ấn này. Đấy, em ấn nhưng mà máy vẫn chạy rất là khỏe luôn. Cái vòng mô men xoắn nó rất là khỏe nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn đánh bóng thì các bác lấy cho em cái đầu bông nha. Đấy, để các bác lắp vào cái đánh bóng.
tháo ra lắp vào nó dễ mà, các bác chỉ việc rút này. Đấy, sau đó các bác nếu mà các bác lắp đầu mới vào, các bác ấn cho em cái này. Ấn cho em cái thế là xong. Đấy, còn đây là cái đầu ấy này. Cái đầu này cái đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy, đầu đầu trà đánh bóng. Đấy, máy máy chạy trẻ kinh khủng luôn. Đó, còn cái đầu này thì là cái đầu, cái đầu này là cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá, máy chạy rất là khỏe. Đó. À, một bộ là full combo là cả đầu cả đít các thứ cả dây cáp sạc là full bộ nhài là 100.000 thôi. Đấy, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy trà bếp nhá. Đấy, con máy trà bếp để về các bác vệ sinh nhà bếp, cọ rửa ok luôn. Là 100k một cái bộ này nhá. 100k một cái bộ này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại bên em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang của bác là 40k nhá. Con này thì nó là dạng bọt, về bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn vết bẩn ấy. Sau đó các bác ngâm cho em đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con nồi các bác đánh nhá. Một chai 500ml. Hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này, em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy, nó là dạng bọt này. Đấy, khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn, và bắt đầu là các bác dùng cái bàn cọ bàn cạo thứ là các bác cọ cạo đi, xịt đi, sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt cái dung dịch còn lại là ok. Con này nó dựa những cái công thức là nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40.000 một chai nhá. Lên mã sẽ là chai xịt bếp đang gửi bác là 40k. Còn cái con máy chai bếp này thì em đang xả kho là có 100.000 thôi. Đấy, một con máy chai bếp rất là hay. Đấy, về các bác cọ rửa vệ sinh nhà bếp nhá, rất hay luôn. Đây các bác cùng quay cái sản phẩm máy chai bếp này. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Sản phẩm có đến 3 đầu cọ thay thế được dùng để làm sạch khu vực bếp với những vết bám trên đầu, vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Đó, thực tế về cái sản phẩm máy chà bếp nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, máy chà bếp. Chai đây là cái sản phẩm về chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy, các bác dùng để xịt vệ sinh nhà bếp xong nồi chảo chậu các thứ này ok luôn, rất là hay. Đó. 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Đấy, còn cái máy chai bếp thì là 100.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà các bác Tết nhất này. Đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về. Đôi khi là các bác ví dụ dầu mình rán một lần đấy, bỏ đi thì hơi tiếc, thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa. Đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy. Các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này. Inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1 lít 3 nhá, nó khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1 lít 3 này, khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc này này. Đấy, dạng lưới thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn thì các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây cái phần quái này về các bác lắp vào. Đấy thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thứ nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp, lọc dầu thừa, dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À xin lỗi bác là 50k. Đấy, bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa, bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá. 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá. 1,3 lít khá là to luôn đấy. Đó thì cái bình này sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đi về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được, thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được coi nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Kính cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy, mình mua về
mỗi người dùng một cái đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo luôn nhé. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to đấy, mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi đấy, tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm với đột quỵ thứ giờ hay xảy ra. Thì các bác mua cho em cái khăn này về đấy, mình tắm xong tắm rửa xong là mình có cái mình quàng luôn. Khăn có nhìn cái bông nó này đấy, rất là bông đó, dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá, cực kỳ là mịn luôn, siêu thấm hút nước nhá, và giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá, giá đang gửi bác là 40k một cái nhá, kích thước rất là to luôn, 1m4 x 70, cái này là một người lớn dùng thoải mái đấy, trẻ em dùng hai đứa luôn đó, rất to. Khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40k một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ, bán theo set cả một set 10 cái luôn, sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã của em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn các bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10-15.000 một cái rồi, mà cái khăn của nó rất là cứng, các bác rửa mặt rất hay nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn này. Đấy, bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất là chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bác. Quá rẻ luôn, mình về mình mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài 3 tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi, vì nó cũng các bác rửa ráy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu. Thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy, một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy, thì cứ vài 3 tháng mình thay một cái, vài 3 tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi nhá. Đấy, tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy, khăn lau nhà bếp rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy, thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy, 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước, về các bác lau đồ. Đấy, và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mình lau bẩn xong thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát này thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ, nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi nhá, 15.000 thôi, giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy, 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này, set khăn lau bát 10 cái luôn nhá, 10 cái luôn. Đấy, 10 cái, giá chỉ có 15.000 thôi, 15k thôi, giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó, là 10 chiếc là 15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng, về các bác lau bát, lau đĩa này, lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k, khăn tắm thì là 40.000, còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi, giá rẻ nhất thị trường luôn, để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy, về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy, năm mới năm me thay những cái thảm mới này vào cho nó đẹp này. Tết nhất thì người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy, thì về đây này về cực kỳ nhiều mẫu mã khác nhau nhá, để phục vụ các bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá. Của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa, nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Đấy, thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này, siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền. Đấy, và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá, các bác có thể để trên mặt kính, mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ và các phần họa tiết nó in 3D này, nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về đây bác mức giá rẻ giật mình luôn. 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 một chiếc thảm lau chân nha. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60. Đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá, rất là to luôn. Đấy, các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, ok. Đấy, lau chân trước các thứ là sạch sẽ, ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại 1 nhá, hàng loại dày này. Bình thường là các bác ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền các thứ, à những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó sẽ là hàng ép nhiệt này,
các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì như em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này các bác. Nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này rồi những cái chi tiết thừa ấy, là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này là đồ mình để dưới đất mà đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ mà, các bạn đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại một nhá, các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền, những cái hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong đó. Thì đây hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá, hàng ép nhiệt hàng loại một luôn đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá, cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn, rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi, 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40x60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi, vì nó nhiều mẫu lắm ạ, nhiều mẫu lắm. Nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40x60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái lô đèn quay này. Cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có 40k một chiếc đèn quay thôi, 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220 đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong này rồi, để về các bác chỉ việc cắm mà là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn đấy, các bác dùng mà các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm mà nếu sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau, trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm mà nó sẽ cứ quay tròn này, có nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này nhá, cứ quay tròn này và nó chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Đấy, cái thảm lau chân em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn, rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay các nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này, lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này. Đấy, các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Đấy, bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này. Phần da đây em bóc cho bác coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá. 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp gửi tay bác luôn. Đấy chị ơi, thắt lưng đây da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt rất chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cơ xấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nhá. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn. 130.000 một chiếc nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, cực quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này đấy, màu đen. Đấy, có logo Lacoste đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k có nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất hà rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết nhất đeo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Đó, đây, quá đẹp luôn này. 130k nhá. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn. 130k. Sản phẩm lọ sáp ong này, lọ sáp ong để về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, chuyên dùng các bác đánh bóng đồ gỗ dùng rất hay luôn. Đấy, chất liệu này 100% là từ
sáp ong này, đấy, 100 natural sản phẩm tự nhiên nhá. Đấy. 100 từ sáp ong, một lọ là khoảng tầm 80 g. Đấy, về các bác xài được khá là nhiều đấy. Về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ, đồ nội thất các thứ nhà mình là ok. Giá bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, lọ đánh bóng đồ gỗ, một hũ đánh bóng đồ gỗ này với giá chỉ có 20k thôi, 20k nhá. Đánh bóng đồ gỗ này. Đánh bóng đồ gỗ 20k một hũ thôi nhá, 20.000 một hũ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. 100% sản phẩm tự nhiên từ sáp ong nhá, nên là các bác đánh bóng đồ gỗ nhìn rất là bóng đẹp, nó tái tạo màu rất tốt đấy. Gỗ đồ gỗ trước lâu ngày, các bác tiết nhất muốn đánh cho nó bóng lại điện đẹp hơn này. Đấy, các bác mua cho em cái loại này về. 20k một lọ nhá. Sáp sáp ong đánh bóng gỗ. Tiếp theo thì về lên luôn cho bác đó là cái chai xịt inox này, chai xịt mạ inox nhá, chai xịt mạ inox em báo giá luôn, một chai này sẽ có giá là 50k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Một chai này sẽ có giá là 50k một chai. Đấy, 50k một chai. Một chai này thì có dung tích là 350ml tương đương với là 180g. Đó, về các bác dùng để xịt vào đồ đạc nhà mình. Đấy, những cái chỗ nào mà nó đang bị rỉ sét đó nhá. Đấy, các bác dùng để các bác xịt vào cho. Đấy. Trước khi xịt thì các bác nhớ cho lắc đều. Đấy, lắc đều, sau đó các bác xịt tiếp vào cái chỗ nào mà các bác cần phủ lên. Đấy, để cho nó mới đẹp hơn. Đấy, đặc biệt là tết nhất các bác xịt lên đồ đạc có thứ như mình nhìn cho nó mới đẹp hơn nhá. Các bác mua cho em cái chai này về. 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Xịt lên cửa giá những chỗ nó rỉ sét là rất là sạch luôn. Đó. 50k một chai nhá, chai xịt mạ inox nhá. Đây em sẽ xịt thử bác một chút này. Đấy, xịt thử bác một chút để xem về cái thành quả nó như nào nhá. Đây em xịt cho bác coi. Đấy, có thấy không? Đây này. Các nhìn này. Đấy, hai bên nó khác hẳn nhau nhá, một bên nó bóng lên luôn, một bên là nhìn nó cũ hẳn đi này. Đấy, các bác dùng để các bác xịt các bác xịt mạ inox lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xịt cứ đều đều tay cho em, lắc đều các bác xịt nhá. Đấy, nó bóng lên sáng láng luôn, các nhìn này. Bóng sáng trưng luôn nhá. Đó. 50k một chai nhá. 50k một chai này. Đấy, 50k một cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy, 50k một chai, dùng rất hay luôn. Đó, chai xịt mạ inox nhá. Tiếp theo thì đây. Về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy nhá, xin lỗi bác là nhựa thông, nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây. Về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, về các bác xài, nhiều bác là kiểu dùng gia đình. Đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán. Mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng không hết. Đấy, thì đây. Về cái mã này nó rất là vừa vừa này. Đấy, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi. Khá là nhiều nhá, khá là nhiều luôn. Đấy, một hũ nhựa thông này thì hiện tại em đang có giá là 10.000 một hũ nhá. Lên mã thì em sẽ là cái nhựa thông. Nhựa thông nhá. Đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy, 10.000 một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền. Anh em thợ linh kiện nó thứ rồi, sửa chữa. Đấy. Đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy, để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như này này. Đấy, những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy, hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi lông sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này. Đó, có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy, 15k một cây rất là nhỏ đây này. Các bác nhìn này, đấy gắp nó nhỏ tí nhá, vẫn có thể gắp được này. Vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bác nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gắp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng Vetus này. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy, dạng nhỏ xíu xíu ấy, các bác dùng cây này cho. 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, hoặc là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin này cho. Đấy, pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy. Dù các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy, là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy, rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay, thì đây. Nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin này rất là khó mua ấy. Pin này với anh em
gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là cái mã pin nó rất là dị nhá. Pin 23A 12V. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 23A 12V. Đó, 23 12V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 10k nhá, pin 23 12V nhá, 10k một viên nha. Hôm về thêm cho bác đó là cái ghế inox này, ghế này thì giá bình dân thôi. Ghế này thì em báo giá luôn. Đang bán cho bác là 50k nhá, 50k lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá. Ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bác ạ. Dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu. Dạng thấp view các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán nữa này. Ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy. Này, hàn nhựa các thứ này rất chắc chắn luôn. Có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy. Và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường là các bác mua những cái ghế rất là nhỏ ấy. Như con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này. 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su giữ chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó thấp thôi. Chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm. Nói chung là dạng ghế vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, đấy, ngồi ăn cơm nước này, đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt là ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần. Đó, rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không thua, về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này. Các bạn nhìn này, nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy, thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống này, cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm với cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây đúng không nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha. Hàng con này của Columbia nhá, Columbia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này, đấy, đi rừng đi núi các bác sàng này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok. Đó, đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng này nhá, một cái bao đựng này để ví dụ như là mình các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này. Đấy, cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này. Đấy, rất ok. Lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng bác bỏ vào cái bao này cho em. Đấy, vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi phần lưỡi dao, đầu dao. Đấy, cũng như là bảo vệ phần lưỡi nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ này. Giá sẽ là đi giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao sưu tầm SA78 này. Giá sẽ là 250.000 một cây. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nha. 250.000 một cây dao sưu tầm SA78, bao ship tận nhà. Đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc này luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đó là full bộ nha, là cả vỏ bao cả bọc là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các bác cùng ngắm lại này. Cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó. 250.000 một cây thôi. Mã dao sưu tầm SA78 nhá. 250.000 một cây bao ship nhà luôn.
Như bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái giá đỡ bát sen này. Cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen ấy. Ở nhà thì các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì. Về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng 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 dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, các bác bóc như này, bóc cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên nó đẹp sang trọng nhá. Giá anh em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên lại em sẽ là cái sản phẩm là cái giá đỡ bát sen, giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây, nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền rồi, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền đó và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần, về chỉ việc dán ra, bóc ra dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái anh em đang dùng đây này, cái anh em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá. Dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn, dính cực kỳ chắc nhá. Và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các bác thay, không cần phải khoan đục gì. Chỉ việc vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá. Dụng cụ ép chanh inox luôn. Về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, các bác chỉ việc cho đây các bác ép này. Ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây. Ép cho em cái xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy ok. Inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi. Bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái dụng cụ ép chanh hoặc là cái ép chanh cũng được. Đấy, dụng cụ ép chanh nhá. Ép chanh này bằng inox nhá, là 30k một cái dụng cụ ép chanh này, 30.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt cắt quả chanh nhá, cắt đồ chanh nhá, cho vào đây cái. Bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng đấy. Vắt xong cái các bác hất ra cái lại cho quả khác vào có vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền các bác làm nghề pha chế này, các thứ này rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước có đủ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này, 30k một chiếc thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân. Tiếp người mua múc cành về rất là đẹp luôn. Chất liệu thì sẽ là inox 304 nhá, hàng này thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, bình thường thì nói luôn các bác là mua múc canh thì các bác mua chợ rất là nhiều. Đấy, em nói luôn là các bác mua chợ thì nó quá là nhiều luôn, nhưng thực ra là để kiếm một cái môi mà nó dày mà nó đẹp như này thì rất là hiếm này. Các bác nhìn này, cái thớ môi của nó này, nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đấy, dày dã man luôn, cái phần lòng môi nó rất là dày nhá. Cái này các bác dùng yên tâm, không lo nó bị gãy bị hỏng luôn, vì nó quá là dày vậy. Đây các bác nhìn này, nó dày kinh khủng khiếp luôn. Đó, thì một chiếc môi múc canh này hàng thanh lý siêu thị Nhật cũng nhá, giá vẫn còn đây này, vẫn còn nguyên tang mác này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc. Đấy, 40k, giá nó rất là hạt rẻ thôi. Mà nói chung là cái sản phẩm nó chất lượng, dùng nó bền ạ. Inox 304 luôn các nhá. Đấy, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, có in hình hoa hồng rất là đẹp luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái môi múc canh. Đấy, môi canh. Môi canh này đang có giá là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc môi múc canh. Hàng dày, hàng loại 1, hàng xịn luôn nhá. Hàng dày loại 1, hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác đầy đủ này các nhá. Là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc môi múc canh. Đấy, inox 304 rất dày luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đây các bác vì biết độ dày nhà này. Đấy, gõ hai cái môi, cái độ dày nó cứ kêu cục 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 này, biết độ dày nào, cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, môi canh nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái môi múc canh. 40.000 một chiếc môi múc canh này các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao chặt C3 nhá, con dao chặt C3 em báo giá luôn. Con này thì nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, đặc biệt là dành cho chị em phụ nữ, con này dùng chặt rất là vừa tay này. Đấy, mà chặt cực kỳ sắc các bác nhá, chặt cực kỳ sắt luôn. Phần trên này làm nhám chống dính, phần dưới thì trơn. Đấy, hàng thì bao sắc bác luôn. Tay cầm cán gỗ này, có 3 đinh tán. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng liền thân nên là các bác dùng yên tâm, nó không lo nó bị long chui long cán nhá. Đấy, dùng rất là bền. Đấy, đây em sẽ test các bác về độ sắc này. Nói chung là dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi, cực kỳ sắc, bao sắc bác luôn. Không sắc các bác
không sóc không lấy tiền các nhá, không sóc không lấy tiền, cực kỳ sắc bén luôn này. Đây này, dọc giấy nhìn này, dọc giấy đi ngọt dẻo luôn nhá. Mà đây là dao chặt nhá, dao chặt mà các bác nhìn nó dọc giấy này rất là ok rồi. Đấy, dao chặt vào cái đường giấy đi mịn mịn luôn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn, quá ok luôn. Giá thì bình dân là rẻ 100.000 một cây thôi. Lên mã anh em xem con dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Đó, dao chặt C3. Giá đang gửi bác là đi đấy, dao dọc giấy rất là sắc luôn nhá. Giá đang gửi bác là 100.000 một cây. Dao chặt C3 này. C3 nhá, 100k một cây. Đấy, hàng bao chất bác luôn. Về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thậm chí có thể thái luôn nhá. Đấy, chất thép rất là sắc. Đấy, hàng bãi Nhật rất thép rất sắc luôn. Dao chặt C3 nhá. 100.000 một cây. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng. Nói chung là đặc biệt dành cho các bác phụ nữ. Đấy, chặt nó rất là vừa tay, không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Chặt rất vừa. Đó. Dao chặt C3 nhá, 100.000 một cây này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương. Lên mã cho cái cây liếc mài kim cương. Cây này thì các bác yên tâm về chất lượng, mài cực kỳ nhanh sắc dao. Đấy, cũng như là các bác có thể mài đa năng rất là nhiều những cái đồ vật khác nhau. Ví dụ như các bác dùng để mài kéo này, rồi là mài dao này, rồi là mài liềm này. Đấy, rất nhiều kiểu mài khác nhau nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất luôn. Con này thì nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo này, Diamond Sapper này. Đấy, Diamond là kim cương, chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá. Nên là khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc nhá. Mà cái con này đây, đây hàng mới đi ra băng này. Con này các bác mài thì nó sẽ có hai mặt nhá, một cái mặt nhẵn này và một cái mặt nó hơi vòm vòm một chút này, cong cong một chút này. Đấy, ví dụ một cái mặt này các bác dùng để liếc này, cái mặt này các bác dùng như kiểu là các bác dùng để rũa này. Đấy, mình rũa, đấy, mình rũa những cái chỗ phần lưỡi mẻ rũa cho nó bằng đi. Đấy, ok luôn. Đấy, vừa làm một chiếc liếc, vừa làm một cái cây rũa luôn. Đấy, rũa dao, rũa kéo, rũa liềm. Đó, rồi là mình liếc dao, liếc kéo, liếc liềm cho nó nhanh sắc này. Đấy, cái độ nhám của nó rất là mịn. Đấy, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Cực kỳ ok. Đấy, tay cầm hàng liền thân luôn nhá, made in Japan. Tráng một lớp kim cương nhân tạo, mài cực kỳ là nhanh sắc luôn. Đấy, mài dao, mài kéo, mài liềm, mài rất nhiều những cái đồ vật ngoài mài này, rồi là rũa này, ok luôn nhá. Một cây liếc mài kim cương, giá em đang gửi bác giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Đấy, lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương này, hàng của Nhật, liếc mài kim cương. Giá đang gửi bác là 100k một cái cây liếc mài kim cương này, 100.000 một cây nhá, 100k một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Keo này thì nói chung cái keo này thì chắc là nhiều bác biết về cái mã keo này rồi. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Đấy, nó sẽ có hai típ nhá. Một típ keo A, một típ keo B. Thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này ấy, thì các bác mở xem cái nắp này ra này. Mở xem cái nắp này ra. Đấy, nó sẽ có là hai mã keo, một mã màu vàng, mã màu nâu nâu đen đen này. Đấy thì các bác cắm cho em cái bóp này vào này. Đấy, sau đó là các bác cầm đấy, cái bóp ra như kiểu là các bác bóp như kiểu là các bác bơm xi lanh ấy. Đấy, các bác cầm các ấn thì nó sẽ phun keo ra, và bắt đầu là các bác dùng một cái chổi vào một cái vật gì đấy, các bác trộn hai cái vào nhau và các bác phết lên những cái chỗ các bác cần vá. Cái con này đặc biệt là nó rất là rắn. Đấy, khi mà nó khô xong thì nó sẽ rắn đúng như bê tông luôn, nó rắn hơn cả bê tông luôn. Đấy, như kiểu là một cái khối đá nó bện vào ấy, cực kỳ rắn luôn. Các bác có lấy máy khoan máy cắt là các bác đục đẽo còn chán nó mới ra luôn, nó cực kỳ là dính mà nó rất là cứng luôn. Đấy, mà đặc biệt là ví dụ dòng này các bác chuyên cho bác vá, ví dụ như những cái chỗ mà nó bị hở ấy, ví dụ như là vá lốc máy bị hở, bị vỡ này, rồi là những cái chi tiết cơ khí sắt xiếc là các bác không thể hàn được, thì các bác chỉ có việc là dùng cái keo này các bác vá vào xem. Đấy, các bác dùng các bác vá vào xem. Đấy, các bác không cần phải hàn hiếc, các bác chỉ việc lấy keo này các bác vá vào thôi. Nó là cái mã keo hai thành phần nhá. Đấy, cực kỳ cứng luôn, siêu cứng luôn. Giá em đang bán một cái típ keo hai thành phần này, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên mã em sẽ là cái típ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần nhá. 40k cho một cái típ keo hai thành phần nha. Đấy, thì về các bác dùng được, các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái keo này với nhau. Đầu tiên hiện tại nó đang vẫn là riêng, nhưng mà về các bác trộn vào thì bắt đầu là nó với hai keo nó với tác dụng với nhau, nó với tăng độ cứng. Đấy, tăng độ ấy lên. Đó, 40k một típ này nhá. Đấy, keo hai thành phần. Một típ này là 100ml, rất là nhiều luôn. 40k một típ, mã keo hai thành phần nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bật lửa đồng hồ này. Đấy, lên mã cho cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k cho một cái bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ nhá. 90k nhá, 90k cho một cái sản phẩm nha, 90.000 một chiếc này thôi. Con này thì nó vừa có bật lửa, vừa có cả đồng hồ luôn, các bác về dùng rất là tiện nhá. Đấy, mình mua về sưu tầm này, mua về làm quà tặng này, đấy, mua về sử dụng này. Đấy, vì hàng của nó vẫn nguyên hộp như này, mới căng luôn. Đấy.
Hàng này thì em nói luôn là hàng này bên em không bán, là không có kèm ga nhá, về các bác tự bơm ga. Đấy, hàng nó không có kèm ga đâu, vì vận chuyển nó rất là dễ gây cháy nổ thì không có kèm ga nhá. Đây, về các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, tự bơm ga vào, sau đó các bác xài. Đấy, còn bên em bán là chỉ nguyên bật lửa và đồng hồ thôi, không có kèm ga. Đó. Thì bật lửa các bác bấm vào đây thì nó sẽ lên này. Đấy, nó là cái chế độ đánh lửa, nó có cả đánh lửa tự động luôn này. Đấy, bấm lên nó sẽ lên. Còn đây là cái phần mặt đồng hồ nhá. Số La Mã nhìn rất là đẹp luôn. Các bác muốn đồng hồ chạy thì các bác ấn vào cho em. Đấy, ấn vào. Đấy, bắt đầu đồng hồ chạy ngay nhá. Đấy, đồng hồ chạy ok luôn này. Đấy, vừa làm bật lửa này, vừa cái đồng hồ để các bác theo dõi thời gian. Ngoài ra đồng hồ nó còn có cả đèn luôn. Mỗi khi mà các bác ấn cái nút này xuống để các bác bật máy lửa này thì tự động là cái đồng hồ nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, các bác thả tay cái tự động sẽ tắt đi. Đấy, rất hay. Đây, các nhìn này. Đó, đây. Đó, ok luôn. Rất đẹp luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Rất đẹp, sưu tầm. Đó. Bật lửa đồng hồ nhá, đang gửi bác là 90k một chiếc này, vừa có bật lửa vừa có đồng hồ. Đấy, về các bác bơm ga vào là các bác xài thôi, 90k một chiếc. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này, các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các bác, đồ da sẽ bền hơn. Đấy, thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá, một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó, thì đây, về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây này, đây em có nhìn này. Đấy, thì khi mà đánh nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy, các bác nhìn này đánh nhá. Đấy, nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da đồ da nhá, xi đánh giày da đồ da. Thì cứ lên mã em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này, đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá, 30k. Lên mã em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá, xi đánh bóng giày da đồ da. Đấy, giày da đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa, là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ thì các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, thì về các bác cho vào cái này cho em. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nha thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây, nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có nhìn này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy, thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo, thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Đấy, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước mà. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác view mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20k một chiếc nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả này rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ là S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn.
lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu nhặt nhặt này. Đó, ok. Đó. À, 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là 30.000 một cây nhá. 30k một cây nhá, rất đẹp. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Bộ này thì lên mã giúp em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa 100m nhé. Vì em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m này. Điều khiển từ xa. Bộ này là điều khiển được 100m nhé. Giá thì báo giá bác luôn. 90.000 một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 90.000 một bộ này. Giá quá ok. Nó sẽ gồm có một cái cục nguồn này. Đấy, cục nguồn và một cái tay bấm điều khiển. Đấy, như kiểu là cái tay bấm điều khiển xe tô luôn, rất chất lượng này, on off này. Đấy. Thì con này rất là dễ thôi. Đấy, nó có cả cái sách hướng dẫn trong này. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng để về bác đấu nối này. Đấy, thì nó sẽ có là hai đường vào và hai đường ra. Đấy thì đây. À, đây input, input AC, input. Input là vào và output là ra. Đấy, LN. Cái này thì thực ra thì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều nên là các bác bấm các bác đấu với nào cũng được. Đấy. Đấu không quan trọng pha nóng pha nguội đâu nên các bác đấu với nào cũng được. Thì các bác cứ mặc định cho là 1 2 này, con nó có đánh số này, 1 2 sẽ là vào này. 3 4 là ra nhá. Thì các bác cứ đấu nguồn là nguồn 220 là vào 1 2 cho em. Và 3 4 là các bác đấu ra. Thì đấu ra là các bác đấu vào những cái thiết bị các bác cần điều khiển đấy. Ví dụ như là đèn này, quạt này, rồi là máy bơm motor. Con này điều khiển công suất khoảng tầm 30A đổ về. Đấy, đấy 30A đổ về là các bác dùng ví dụ như con motor 1 ký, 2 ký là thoải mái con này luôn. Đấy, dùng rất ok. Đấy, về thì các bác có thể bắt lên tường, nó có cả những cái lỗ để các bác bắt lên tường này. Đấy. Thì về các bác cứ đấu nối và sau đó các bác dùng cái điều khiển này. Các bác bấm cho em rất tiện dụng luôn. Đấy, bấm cho em nó rất tiện dụng luôn. Mình có thể điều khiển từ xa được khoảng cách từ 100m đổ về là ok. Đấy. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 90.000 một bộ nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m nhá, 90.000 một bộ đây. Anh em cũng lắp sẵn một bộ em quay cho các bác coi này. Đấy, em cũng đấu sẵn một bộ em test cho bác coi. Rất chất lượng luôn. Con này dùng ok mà. Đấy mà giá nó bình dân. Đấy thì về có đây em đang muốn điều khiển cái đèn này. Đấy thì đây em đang đấu đây. Đấy em đang đấu 1 2 này, 1 2 có nhìn này. Đấy để em zoom cho bác coi nhá. Đấy 1 2 này, 1 2 thì là vào đây. Đấy thì là vào nguồn 220 này, 3 4 là ra. Đấy, em đang cho ra cái đèn này. Đấy em bấm cho bác coi nhá. On này. Đấy, off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. On này. Off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc là các bác bấm thôi. Đấy bấm là xong. Đây. 1 này, 2 này, 1 này, 2 này. On này, off này. On off này. Đấy rất tiện dụng nhá. Mình điều khiển từ xa chỉ việc cầm cái tự tay điều khiển các bấm là xong. 90.000 một bộ thôi. Giá rất bình dân mà nó rất dễ dàng lắp đặt và rất là dễ sử dụng nhá. Đấy cứ mặc định cho em là 1 2 là vào và 3 4 là ra. Đấy 1 2 thì là vào nguồn 220. Còn 3 4 là các bác ra những thiết bị các bác cần điều khiển. Đấy ví dụ như là 3 4 này em đang ra cái điều khiển là cái bóng đèn đây này. Đây này. On này. Off này, on này, off này. Rất ok nhá các bác nhá. 90.000 một bộ điều khiển từ xa đấu nối 100m các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dụng cụ ép tỏi này, để về các bác dùng tết nét các thứ này. Đấy, các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Đấy, vừa lấy nước vừa lấy bã này. Con này thì chất liệu là inox 304, sáng bóng đẹp cực kỳ luôn, hàng của Willing nhá, Willing của Đức. Thì về các bác cho đây, sau đó các bác ép nó xuống, thế là xong. Ép nó xuống thế là xong. Ép nó xuống thế là xong các nhá. Đó, đây nó có những cái lỗ này, vừa ra nước này, vừa lấy bã này. Đấy các bác cho đây các bác ép thế là xong. Đấy, hàng của Willing, inox 304 nhá, rất chắc chắn luôn. Giá thì em gửi bác giá bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây ép tỏi nhá, cây ép tỏi. Cây ép tỏi này đang có giá là đi ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi của Đức đang có giá là đi 60k nhá, 60.000 một cái cây ép tỏi của Đức nhá, 60.000 một cây. Đấy về các bác chỉ việc cho tỏi, cho hành các thứ đây các bác muốn ép này. Cho đây các bác ép cái thì là xong. Đó. 60k nhá, 60k một cái cây ép tỏi rất là hay. Đó, hàng của Nguyên Linh của Đức nhá, 60k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ cao hổ này. Đấy về các bác bôi đau xương khớp, đau người ngậm này. Đấy rồi là ví dụ là cảm gió thứ là các bác về các bôi. Và cái ví dụ thi thoảng mình người ngậm mình mệt mỏi các bác lấy ra các bác hà hơi hít này. Đấy hoặc là sổ mũi khó thở này. Đấy các bác lấy ra các bác hít này. Đấy rất ok luôn, nó là dạng cao hổ nhá, cao hổ rất là thơm luôn. Mà chữa được rất là nhiều bệnh khác nhau đó. Hoặc là ví dụ côn trùng đốt các bác lấy ra các bác bôi cũng rất là nhạy. Đấy đây. Đấy nó dạng cao vàng này, đấy dạng cao hổ nhá. Bên em đang bán một cái hũ cao hổ này là 20.000 một hũ nhá, 20.000 một hũ cao hổ nhá. 20k một hũ cao hổ. Đấy về các bác dùng để bôi nhá. Cao hổ nhá, lên mã em sẽ là lọ cao hổ 20k một hũ. Đó là cái mã giấy ăn này. Đấy, cái mã giấy ăn này rất là hay là nó phù hợp vừa khít với lại cái hộp giấy tre kia luôn. Đấy. Thì bên em sẽ bán lẻ theo gói và bán theo thùng nhá, tùy nhu cầu các bác mua. Đấy mua nhiều thì có thể mua theo thùng.
hoặc các bác mua lẻ thì mua theo gói nhá. Một gói này thì hiện tại em đang bán lẻ là đi 10k một gói nhá, thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là cái túi dây ăn đấy, túi dây ăn này thì là 10k đấy, bán lẻ cho bác là 10k một túi nhá, 10k một cái túi dây ăn nhá. Một túi này là được là 460 tờ này, rất là dai luôn, giấy ăn cực kỳ dai, dùng rất là thích. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, bán ngày biết bao thùng luôn. Tờ này đang bán dã man đây, giấy cực kỳ dai, dùng rất là thích luôn đấy, giấy dai lắm, lau cái giấy này nó không bị mùn ạ, dùng cực kỳ thích luôn đấy, bao dùng bao xài bác luôn nhá, các bác cứ về dùng thử nha đấy. Nếu mà không ấy đi mua 1-2 gói về các bác dùng thử, đảm bảo bác ưng luôn. Em bán rất nhiều mà hầu như là toàn mua cả thùng luôn đấy, tết nhất các bác xài nhiều, khách khứa nhiều, cỗ bàn nhiều. À, đây, cái này là một thùng này của nó 20 gói, đây là một thùng nguyên của nó này. Một thùng nguyên của nó này. Đấy, một thùng nguyên nhà đây này. Thùng nguyên nhà là 20 gói này. Đó. Thì bên em sẽ bán, hôm nay em sẽ giảm giá cái mã này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng giấy ăn nhá. Thùng giấy ăn. Thùng giấy ăn này thì bữa trước bên em đang bán là 200k, hôm nay em giảm luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 150.000 một thùng. Đấy, 150.000 một thùng. Mà một thùng là 20 gói luôn. Đấy, một thùng là 20 gói. Một thùng là 20 gói nhỏ như này này. Một thùng là 20 gói nhỏ nha. Cái này là thùng này em đang bóc qua để bán lẻ, còn là một thùng thì nó nguyên thùng là 20 gói nha. Đấy. Nguyên là 20 gói như thế. Là giá sẽ là 150.000 cho một thùng nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao đứt 3 cây này, bộ dao đứt 3 cây. Đó thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Bộ dao đứt. Đấy, bộ dao đứt 3 cây. Bộ này là có 3 cây đâu ạ. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn, 130.000 một bộ nhá, 130.000 một bộ dao đứt 3 cây. Đấy, nó sẽ gồm có là 3 cây dao nhá, hàng của thương hiệu Willing này. Đấy, Willing một trong thương hiệu rất là nổi tiếng về đồ gia dụng của Đức này. Đấy, nguyên hộp này là 3 cây, về các bác dùng làm quà biếu tặng mua về dùng ok luôn, set 3 chiếc này. Đấy thì đây em sẽ quay bác từng con một luôn. Đầu tiên là một cái con dao chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, logo Willing này. Đấy, có thấy không, logo Willing nhá, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, hàng thì bao sắc các bác luôn, nhưng các bác yên tâm về chất dao Đức, dùng cực kỳ thích đó, rất chắc chắn nhá, cầm con dao rất là chất lượng luôn, nhìn dao ở Đức nhìn nó vẫn khác bọt luôn, các bác nhìn này. Đấy, con này là con dao vừa lọc vừa thái này, một cái con dùng các bác dùng để băm chặt nhẹ hoặc là các bác dùng để thái bản to, các bác xài con này chưa. Đấy, logo Willing này. Đấy, logo Willing thôi nhá. Đó, con này băm chặt nhẹ ok. Đấy, vân gỗ. Tiếp theo thì là một cái con dao dùng để chặt này. Đấy, con này chặt trước các thứ ok, chặt gà, chặt vịt, chặt xương là ok cho em luôn. Đấy, đây. Logo Willing rất sắc bén nhá. Hàng rất sắc luôn, dùng cực kỳ thích. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp luôn. Đó. Một bộ 3 cây nha. Đấy, một bộ 3 cây dao của Đức này với giá sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130.000 bộ thôi. Nay em giảm giá sập sàn cho bác luôn. Đấy, thì một bộ của nó nguyên hộp này nhá. Một bộ là nguyên hộp này là 3 cây này này. Đấy là một bộ nhà là 3 cây. Đấy là set 3 cây dao của Đức nhá. Là 130k, hàng của thương hiệu Nguyên Linh thôi nhá. Là dễ dùng mà giá rất là bình dân thôi. Vừa tốt cho sức khỏe mà eo thon dáng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo. Đấy, xoay eo nhá. Cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá. 40k một chiếc xoay eo nha. Đấy, 40k một chiếc nhá. Đấy, các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy. Ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy, các bác vừa lên đây các bác xoay này. Vừa xoay này và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy, để nó kích thích cái dây thần kinh. Đấy, giúp lưu thông khí huyết này. Đấy, đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy, các bác chỉ việc đứng lên các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc đây để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này khi mà người mẫu nhà em quay này. Đấy, thì các bác cứ đứng đây các bác quay thôi. Đấy, cứ quay này. Đấy thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn. Đó. Tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng các bác. Đó, đi lên mã em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá. 40k cho một chiếc xoay eo này, 40k một chiếc. Là việc chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây. Lên mã sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đây được. Đấy, đèn nấm, đèn ngủ đây được nhá. Đèn ngủ nấm các bác nhá, đèn ngủ nấm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán cho bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lãi tình cảm thôi. 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây, nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên. Để về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này, đấy, ok luôn. Đấy, tự động là, đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và... ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất là hay luôn. Giá thanh lý xả kho cho bác luôn.
15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây này. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy, nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá. 15k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút thôi nhỉ. Đấy vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi được các bạn. Đấy còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nhá. Đấy thì các bác về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây thì rất là tiện dụng luôn. Đấy con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy, made in China. À, công suất của nó sẽ là 1000W này và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy thổi phe phe luôn. À, đây. Các bác muốn thổi các bác lắp cho em cái đầu này mà, cái đầu chóp chóp này. Đấy các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây. Đây nó có cực công tắc này. Đấy motor đây. Đấy bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy thì các bác lại hút nhá. Đấy và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá, lắp vào đây. Đấy thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại đổ cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây em sẽ test cho bác coi nhá, thổi đi cực kỳ khỏe luôn này. Em bật máy này. Đây là lồng ổ điện rồi, cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây gì này? Thấy không? Thổi rất na luôn. Đây gì này? Thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Đây gì biết này? Nó thổi mà các bác cầm không chắc tay nó đẩy về sau luôn nhá. Nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1000W này. Vòng tua 13.000 vòng trên phút và sử dụng điện 220. Đấy, em báo giá luôn. Con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây. Đấy rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá. 220k một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship. Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Hộp này thì em báo giá luôn. Tại vì em đang có giá là đi 100k một hộp đâu nhá, 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy hộp ô tô đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá. Giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy về các bác sử dụng mình cho các cháu mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp nha. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy về để cho các cháu mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy. Thân xe nó thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá. Một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 luôn nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn, bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt. Đó. Các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy. Con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây. Hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa của nó từ 800 cho đến 1200m nhá, chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây có nhìn này, ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. À, nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn.
Đấy. Đấy các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Tôi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000, có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó là chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng made in Japan, rất xịn sò. Lên mã thì em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. À, 240.000 nhá, 240.000 thôi, vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô đấy để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lên mã sẽ cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn, chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nhá, sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy, made in Japan, rất ok. Sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, để bác mua ngay cho em cái con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàng. Đấy, bác mua cho em con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ đây em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy thì các bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy thì một tay đồng thời là các bác tay vào tay ấn vào đây, các bác ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá. Khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái công tắc này. Đấy thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất là ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy thì các bác cứ thế đấy, các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy, và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là sao thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn ấy. Khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn. Hàng made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm là cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này, mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật, rất xịn nha. Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc và sau đó bấm là thiếc ra đi trên quay, còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220 bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái cây cà lê vặn ống này. Để bác sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá, cái cây này về các bác dùng để vặn ống nước thứ rất ok. Đấy, những cái ống nước ở nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những cái con cà lê bình thường mà, thì các bác mua ngay cho em cái con này về. Đây này, đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này, 21, 27 thứ là các bác vặn ok. Đấy, và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly vô này. Đấy, ly vô đánh thăng bằng này, ok luôn. Về các bác dùng rất này rất hay. Đấy, cà lê vặn ống nhá. Lên mã em sẽ cái cà lê vặn ống, bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vặn ống này với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vặn ống nhá. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vặn ống nhá, 100k cây cà lê
còn ống màu đỏ đỏ đấy, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này dùng rất hay luôn. Đây. Mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ mà bạn đang cần, một chiếc cờ lê đa năng vặn dưới nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Hàng đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này, lên em áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng này của hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, Hotel Seri này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đấy các bác mình để trong phòng trong nhà. Đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là decor nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Hàng nguyên hộp nha. Đấy. Thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí decor lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này. Và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn. Đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây. Hotel Seri này. Cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa nhà rất là thơm luôn. Đấy. Và một cái dây đeo. Đấy thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá, nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm. Đó. À đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp cũng nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thoảng rất là thơm luôn. Mùi thơm thăng thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho một cái hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen, hàng Thanh Lý khách sạn nhá, Hotel Seri, hàng mới keng vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà, các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem rất là thơm luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá, một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. À, muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. À, bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh thôi nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé như mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về đây các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 viên pin vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, có nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này. Đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, các cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm cái nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn thấy nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Có nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này. Các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nút nhé. Đấy thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh, và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như e này, e quả me, đó rồi y con chim, đó thấy không, nó sẽ có các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá, thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa, sang một trang tiếp theo nữa thì các bác lại phải bấm một nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm một nút màu cam cho em.
Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách ngồi thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ cùng có đầy đủ. Khi mà các bác bấm vào nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Lion. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật lên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, đây không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé này mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin ấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn. Để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại TV. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn bác. Mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua cái con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm cho mình. Xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin ạ. Đấy, nó không cần dây dợ gì lằng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dợ gì lằng nhằng ạ. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy, thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Còn khi mà hết pin thì đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm của nó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Mai em lên mã xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt luôn nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay. Đây cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Tỏi bằng tay à? Xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhá các bác nhá. Một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thớt đôi thiếc ra băm chặt giờ cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn. Máy xay mini các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày hoặc các bác đi chơi đi du lịch, mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây thôi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau luôn, rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá. Mùi cực kỳ thơm luôn, và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi.
các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã em xem cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nhá. Với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k thôi nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy cho các loại giày sneaker, nữa giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện. Mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy. Nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá. 20k một gói thôi, giá rẻ giật mình luôn. Lấy 3 gói là 50.000. Thế các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ sạc AQUI. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc AQUI này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất nhiều. Và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá. Nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy. Dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá. Dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử. Và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nó luôn. Nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này. Ví dụ như là Anh này. Rồi là có Pháp này. Toàn là thị trường khó tính như Tây Ban Nha này. Đấy. Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn chỉ cần nhìn cái quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào, vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó để ấy mà, nó để những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình nhà mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn đây con này là con 12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy, nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này là con 24V nhá. Con này là từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. Hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn, nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái, kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt thôi nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được nhá. Đấy, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi mọi nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn, rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình thôi nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử như này rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc
12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V thì hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4H cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này, con này bữa trước đang bán là 350.000, hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy cái thêm biết nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có thể dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này rồi là chống ngược cực này, khử sun phát, khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy. Cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen. Vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua. Để người ta về, người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn bác, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác đi cả cái YouTube này không bao giờ nó bán rẻ anh em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn, ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất dễ cầm. Đến đầu đũa chống trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn cho bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây, em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi này. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy, phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này. Chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, nhưng con này, nó nhai cái giấy bóng này ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy, một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng bài chấm hết luôn. Nhà em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ là nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn. Nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn coi nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về với bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn. Giá rất dễ mua, vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này về chuyên cho bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok.
Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy thì đây, một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ được cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt cắt hoa quả, cắt 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 ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá, người ta làm vườn người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ gì đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em nhà em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ ạ. Đấy, hay của cái sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua em lượt cái là lại lôi và lại lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Ba nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. À, phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 à, tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20 cm. À, lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Đó thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000 em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị rỉ ạ. Lưỡi của nó không bị rỉ. Đấy, 20k nhá. Lên mã em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Sản phẩm xả kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bấm bóng đức bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm bóng đức M3 này. 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có các bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này. Một cái là vừa vừa. Đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy, các bác hay bấm những cái khóe móng chân móng tay thì các bác dùng cái con chéo chéo nha. Cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp. Đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn. Có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc mà các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy. Thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Willing của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, đi em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá. Bộ bấm móng Đức M3 này. Đấy, M3. Bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi. Đấy, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá. 100.000 một bộ bấm móng Đức M3 nha. Rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác các bác hay để dưới đất này hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, rồi là tủ lạnh biết rồi thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Đấy, nó nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5 6 7 8 9 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Đấy,
hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi. Thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi. Và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 4 cái thanh inox nha. Đấy, 4 thanh inox và 4 cái chân đế. Đấy, 4 chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá. Khóa hãm để các bác tinh chỉnh đấy, tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của anh nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn. Nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị gì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có 1-2 chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân cái thứ gì nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, hôm nay em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn đi bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá. Thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nhỉ. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn. Đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok. Bình thường là các bác ra quán xá không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn. Nó chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các bác nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý luôn các bác một số mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo. Cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy, thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy, thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đấy, các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây coi nhá, đấy khi mà lắp đặt là rất là ok luôn. Đấy, nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy, thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ mini. Đấy, về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy, rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá. Đường kính là 18 cm. Đấy, thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm. Đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy, bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm bác thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò, ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ cái thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là chảo 18 cm nhá, giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay, một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn, cầm to bịch nó phải to bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn, 80 tờ mà một tờ rất là to luôn. Đấy, đi lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cái này để chuyên cho các bác lau bếp, đấy, lau bềm bàn bếp ga bếp từ ra. Đấy, lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn. Ở trong này nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh hương cam này rất là thơm. Đấy, thì một cái
cái tờ này là một cái túi được 80 tờ đấy, thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài đấy, dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây thì đây cái túi em đang xài đây, thì về các bác cứ dùng thôi đấy, mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy. Một tờ rất là to, rất là dày nhá, về các bác sử dụng này cả một tờ luôn đấy. Các bác rửa ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi đấy, lau rất là sạch, đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này, rồi là nó dầu mỡ ấy. Con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này. Đấy đâu, đây có cả bọt biết các thứ này, đầy đủ trong này luôn rồi. Là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này giấy này các bác lau nó rất là tiện. Đấy, lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cứ lên mã em sẽ cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá. Bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ. Đấy, hôm nay em về cái lô này rất là hay. Giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k lên mã bịch khăn ướt lau bếp, một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000. Hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy các bác, cùng coi này. Chị em phụ nữ đây là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bác ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đã có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp và chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt, một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các bếp bẩn trong bếp. Chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đấy, thế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Lên mã sẽ cái bịch khăn ướt lau bếp nhá, một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy, các bác sử dụng cái này dùng rất ok. Đấy, mình mua một bịch này 30.000 về mình lau. Đấy, lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lằng ngoằng. Đấy, ok luôn các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn như này. Đấy, hình trụ trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng cũng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy không? Sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn các nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng
Đuôi ba luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30 ngàn một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện đây này. Đấy, à tích hợp cái công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa? Bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy. Các bác nhá, rất tiện dụng, và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa? Rất tiện dụng nhá, nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, đi đây. Hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k. 30 ngàn một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá. 30 ngàn một cái thôi. Giá rất bình dân và rất hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nào được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Thế quân, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35 ngàn một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35 ngàn một chiếc. À, bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay hoặc các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35 ngàn một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đêm đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này, đó rất tiện dụng nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên thì rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy, 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35 ngàn một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo luôn. Đấy, 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các bác nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra, thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10 ngàn nhá, 10 ngàn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10 ngàn. Giá quá hạt rẻ luôn. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40 ngàn này. Một típ keo hai thành phần như này là 40 ngàn. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ
mà nó cần các bác cần vá víu cần 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 chóc vào đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi, rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100 ml nhá, đấy, một típ này là 100 ml 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn đang luôn là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá, và em báo giá luôn đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha, 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra, để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em đấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nhá các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang cái dây lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn đó. Cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây ô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đấy, con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn
bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 đúng không nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này không nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy. Hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này. Đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi, mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn các nhá. Không có nhiều đâu các nhá.